Ngày 25 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Kỷ Hợi, quý thiện nam tín nữ, Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Đại Đức Thích Tâm Duyệt, chia sẻ qua đề tài làm thế nào để vơi bớt phiền não. Khi tâm sanh mạnh, vừa nổi lên, thì chúng ta sẽ dùng cái trí tuệ của mình để phân tích, để tìm cách giảm bớt nó, làm nguôi thoai nó. Đức Phật có dạy rằng, quý thầy thì theo không được dặn ai qua một bên. Đại Đức đã chia sẻ rằng, tâm ý của con người đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi ngày, chúng ta hãy làm chủ tâm ý và luôn nghĩ đến điều thiện, giảm bớt ác niệm. Thực tập quay trở về với hiện tại để tâm được quân bình, yên tĩnh. Qua đây, Thầy phân tích nguyên nhân đưa đến ô nhiễm tâm bởi do tham, sân, si chi phối. Từ đây, Thầy đưa ra phương pháp cơ bản để chuyển hóa chúng. Nếu chúng ta có cách nhìn đúng đắn về bản chất của tham, sân, si, thì sẽ không còn bị sai sử về thân, khẩu, ý. Khi đó, con người sẽ trở nên mạnh khỏe, tâm hồn được an lạc và tạo nên nhiều năng lượng hạnh phúc cho mọi loài xung quanh. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.